Đồng ý, có những vị tướng siêu mạnh ở rank, nhưng cơ hội để xuất hiện tại giải đấu đỉnh cao nhất liên quân đấy ạ, nó lại vô cùng nhỏ. Vậy nên để tạo ra sự khác biệt và đa dạng chiến thuật, đội ngũ chỉnh sửa liên tục tăng giảm sức mạnh các vị tướng và thay đổi meta liên tục, giúp các vị tướng bị đánh giá yếu ở meta trước đấy ạ sang meta mới lột xác thành con bài đánh chất lượng dù rank hay giải đấu. Vậy hãy cùng trải game xem đâu là các bài đánh gây bất ngờ tại giải đấu trên vòng mùa xuân 2024 mà anh em hoàn toàn thể áp dụng vào rank. Bắt đầu thôi. Thứ nhất, Enzo. Nếu anh em theo dõi Trảm Game lâu đấy ạ thì chắc còn nhớ trong một video Trảm Game đã gợi ý cho anh em về Enzo đi trợ thủ với niềm cảm hứng từ rank đài. Và đến hiện tại nha, Enzo trợ thủ là bài đánh trong giải không chỉ còn các vị tướng pick vui vẻ nữa mà nó thực sự ổn áp luôn anh em. Nhưng không phải là đi rừng hay đi top mà là đi trợ thủ nha. Với 7 lần được chọn và tỷ thắng siêu cao 71,43%. Nếu bạn xem giải đấy ạ, chắc còn nhớ cái pha thoát đi cực kỳ điên rồ của Hậu Lê với Enzo chứ. Hay như Ara đánh với SGP đó. Dù giai đoạn đầu hơi khó chơi nhưng mà khi ở thế đánh, Enzo thực sự đáng gờm. Và chúng ta không thể bỏ qua con Enzo của Khoa. Nếu anh em yêu thích Grack vì khả năng kéo kẻ địch về đấy ạ, thì Enzo cũng có thể làm điều tương tự. Thậm chí nó còn liên tục và áp lực hơn nhiều so với Grack. Vì cái chiêu 2 nha, đôi khi chúng ta chỉ cần quay xích thôi ấy, là kẻ địch lén rồi. Dùng để khép góc hay là lựa cơm gắp mắm là quá ổn luôn. Khả năng trúng chiêu của Enzo đi trợ thủ nó không phải là quá tệ. Nên nhớ khi móc trúng chiêu 2 hay là dùng chiêu cuối nha, Enzo nhận về khá nhiều miếng thương ở mục tiêu bị xích. Tuy nhiên, nói đi không phải nói lại, nếu Enzo móc hụt hay là chiêu cuối lao vào ngáo thì cũng khá là tự hủy. Việc móc hụt đấy ạ, nó vẫn chưa thảm họa cho lắm vì chiêu 2 của Enzo hồi rất là nhanh. Còn nếu móc trúng, thậm chí nó còn ảo hơn Grack cơ. Chắc anh em đều biết Enzo móc trúng và cái nhịp lật về nó ảo lắm luôn ấy. Kiểu như là Murat bị móc trúng nha, mà Enzo lật về đủ nhanh so với Murat giật bóng về thôi đấy ạ, thì cũng sẽ bị kéo lại dù đã out tầm rồi. Đã vậy nha, dù ở giải khống chế cũng chỉ hiệu quả nếu bấm giải đúng với thời điểm Enzo lật về thôi, chứ chẳng thể xóa dây xích của Enzo. Tuy nhiên, Enzo ngon nhất là đánh với kẻ địch kém cơ động một chút, thì khi đó kẻ địch cực kỳ khó né và khó chạy khỏi tầm của Enzo. Thật ra việc Enzo trợ thủ đấy ở rank Việt mình đã được sử dụng khá phổ biến rồi, nên các bạn cứ áp dụng vào rank đi, nhưng mà nhớ áp dụng lối đồ cho hợp lý nhá. Thứ hai, Omega. Với 12 lần xuất hiện đã thấy Omega không dừng lại ở một cái bài đánh dị nữa mà là một trợ thủ dạng chiến thuật, có thể là tướng dùng để càn kẻ địch về tập thể với thần môn như là cách GG Lai từng làm khi đối đầu SGP, hay đơn giản là kết hợp với Louis để đi đầy trụ lẻ như Khoa từng làm. Đặc biệt Omega là vị tướng có thể khắc chế Terry phần nào khi bật lên chiêu cuối, khiến cho chiêu hài của cô nàng sẽ bị chặn lại. Tiên Di không còn nhớ là không biết chiêu cuối Omega còn chặn được đại lộ xe giao nhở, anh em feedback lại cho Tiên Di nhá. Chúng ta đều biết Terry đáng sợ, phần lớn dựa vào khả năng bắn xuyên thấu mà anh em. Nhưng dù không rơi vào các kèo đánh trên, Omega vẫn là dạng trợ thủ đỡ đòn cực kỳ uy tín. Siêu châu đến từ chiêu 2 búp giáp nè, đã vậy chiêu cuối khả năng chặn sát thương ở đòn đánh tay kèm đẩy lùi cơ mà. Thành ra Omega càn xạ thủ địch là tuyệt vời. Đặc biệt trong một thế được công trụ nha, Omega còn x2 sự đáng sợ với khả năng choáng trụ của mình. Tuy nhiên, Omega vẫn chưa thực sự quá phổ biến, hay đúng hơn là phù hợp với quá nhiều người ở đấu rank. Vì rõ ràng ở giải đấu đấy ạ, người chơi Omega hay nó không quá nhiều. Đơn cử nhà Sanji của Heavy đó, quá mỏng luôn. Còn ở rank, rõ ràng chưa để soi bạn top trợ thủ khác như là Ibanez nè, Helen hay là thêm được. Bạn áp dụng Omega vào rank chưa? Hãy để lại feedback hộ Tiên gì nhá. Thứ ba, Mark. Ở phiên bản này, Mark đã có sự quay trở lại đáng kể. Khi mà kết thúc lượt đi, Mark đã có 7 lần được chọn. Tuy nhiên, cái tỷ thắng lại không quá ấn tượng đâu, chỉ có 14,29%. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là bài đánh mà đội top dưới hay có thể là Heavy dùng để đánh với Kane. Mark có thể đi top, cũng có thể đi trợ thủ, bất chấp Kane đi đâu. Vì cần một pha mở chiêu cuối là thấy map ngay. Nên nếu đi rank mà anh em muốn khắc chế Kane đấy ạ, cũng có thể cân nhắc lựa chọn Mark. Đặc biệt là bọn Kane đi top. Ở giải thì Mark rất chuộng trói buộc cộng phun tanh. Đôi khi Sanji hay là Kunai sẽ lên thêm mặt nạ Berit để tối ưu nội tại đốt của Mark và phù hiệu trói buộc. Cá nhân Trảm Game đánh Mark ở rank nha thì vẫn yêu thích lên cái lối trang bị nhiều đam để tông xạ thủ địch là kiểu bọn nó bay màu ngay, phê hơn kiểu lên tanh nhiều. Nhưng tất nhiên đổi lại đấy ạ, kiểu lên tanh giao tranh nó sẽ lì và khép góc tốt hơn. Tuy nhiên lợi ích của việc lên nhiều đam là có nhá, khi chúng ta hòa to để khiến một xạ thủ hay là pháp sư tầm 2-3 cây máu đấy ạ bay màu lập tức. Anh em thích chơi Mark với cái lối trang bị gì, hãy comment và chia sẻ ngay dưới video nhé. Thứ tư, Triệu Vân. Từ sau khi được làm lại bộ kỹ năng, Vân Ca, một trong vị tướng khá là ổn áp, với 13 lần được chọn ở giải đấu, đi cả top, rừng, trợ thủ là thấy độ uy tín rồi đúng không? Vậy Vân Ca vì sao lại được trọng dụng như vậy? Đầu tiên, Vân Ca không phải là dạng gánh team cân 4 hay cân 5 như kiểu bọn Flo hay là Gian đâu nhá, nhưng lại là vị tướng đúng kiểu là chơi đơn giản mà hiệu quả cao. Và đặc biệt, có thể khắc chế vào tụi châu bò vì có sang chuẩn và một chiêu cuối quá là khó chịu, chưa kể dạng đầu xin lên phun tanh mà vẫn có sát thương nhà Triệu Vân ấy, ở giải đấu cực kỳ thích luôn.
Tuy nhiên, vì là chất tướng yếu ở đoạn đầu game nên đồng đội khá khó đạt thế trận khi có Vân Ca. Đi top thì đã khó rồi, đi rừng còn khó hơn cơ. Không phải tự dưng mà hai trận Quang Hải dùng Triệu Vân nhá. Ở đầu game đều không ba, nhưng may quá, sau đó Vân gánh được team. Đặc biệt ở cái trận với SGP, hình ảnh Triệu Vân yếu điên, đầy bất lực thể hiện ở rõ ràng nhất. Nhưng nếu được kéo led nhá, thì với kiểu di chuyển khó chịu, phối hợp ở giải đấu đấy ạ, kết hợp với Vân Ca lên tank thì vẫn có thể làm tường rất là tốt cho đồng đội. Kể cả lại anh em bổ xong quả cuối nha, đứng im một trong tranh thì có tác dụng luôn, gây sáng chuẩn thêm bằng 300 máu tối đa của mục tiêu đó anh em, khi anh em gây thêm sát thương bằng kỹ năng này, đánh tay hay là trang bị gây đam ra nhá. Tuy nhiên đâu phải là vị tướng nào được sửa xăng cũng như Vân Ca đó anh em, như Phoenix đấy, sửa xăng có ai chạm vào lượt đi đâu. Thứ 5, Alistar. Ai bảo Alistar chỉ siêu mạnh ở rank và chẳng bao giờ được đánh giải? Ừ thì nó có một nửa đúng, một nửa sai. Khi mà ở mùa này, giải đấu trang vọng dùng Alistar khá nhiều nếu so với mùa trước, hay đúng hơn là 5 lần sử dụng đấy ạ, thì SGP sử dụng 4 và 1 lần sử dụng của Heavy. Tuy nhiên, dù là SGP đấy ạ, thì tỷ thắng của Alistar trong tay của Fit cũng chỉ có 50% mà thôi. Và bằng chứng rõ ràng nhất việc Alistar đánh giải khó là trận SGP đối đầu One Star. Alistar của Fit nha, càng lết càng khó chơi. Khi mà bên One Star đấy ạ, có một con Omega quá trâu, quá trời khống chế, một con Erin không sợ xích nếu đã bật chú cuối trước đó, hay cả một con Alistar siêu tô hài trong tay của Nana. Đùa chút thôi, game đấy tính ra ông tội Nana anh em ạ. Bên đối thủ là SGP, làm quả Arthur của Aiza thì làm sao mà đứng ôm xích được. Ta nói đúng kiểu là bất lực luôn. Dù vậy cũng không thể phủ nhận được sự đáng sợ của Arthur ở giải đấu, khi đây là một dạng tướng mid không cần quá nhiều tiền nên có thể nhường lính và đứng bụi di chuyển liên tục cùng team. Thành ra mấy team mà có rừng uy tín như kiểu Lai Bâng thì khá là ổn đó chứ. Và mỗi khi bắt đấy ạ, sẽ có từ 2 đến 3 nguồn sát thương bồi theo, đảm bảo hạ nhanh con mồi. Còn về việc phá xích đấy ạ, thực tế Arthur nha, toàn được pick sau hoặc là được chủ động cấm Idomia nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tất nhiên như đã nói đó, cái trận Heavy pick Arthur xong SGP tặng ngay combo là Arthur cùng Aiza là ngoài kế hoạch, nên khi anh em đi đánh hoàn toàn thì áp dụng nha. Đặc biệt là mấy ông đi team 3 team 5 đó, nếu không lấy được bộ tướng khống chế tầm xa đấy ạ, thì hãy lấy bộ tướng Châu vào khống chế để can khỏe vào ập thẳng vào Arthur đi. Anh em nghĩ sao về sức mạnh của các vị tướng này? Liệu anh em có tự tin vác vào rank không? Hãy để lại comment ngay dưới video nhé. Và đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để Tràm Game có thể liên tục gửi tới cho anh em những vị tướng thú vị ở giải và meta này.